thất thủ 1-0 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, Than Quảng Ninh đã mất điểm. Thế nhưng có một tập thể không mất điểm, đó là hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Với hơn 100 cổ động viên xuất phát từ quê nhà Quảng Ninh, vượt hơn 900 km đến Chi Lăng với một tình yêu và một niềm tin vào đội bóng quê hương. Vinh dự hơn, trong chuyến đi tiếp lửa này, hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh còn nhận được danh hiệu hội cổ động viên tốt nhất 2 tháng liên tiếp, tháng 2 và tháng 3 của mùa giải V-League 2016. Dù rằng những diễn biến trên sân và kết quả không vui của trận đấu có đôi chút ảnh hưởng đến niềm vui của hội cổ động viên, nhưng không thể giảm bớt đi tình yêu của họ dành cho đội bóng quê nhà. Họ vẫn cổ vũ hết mình với tinh thần những người thợ mỏ bất khuất, kiên cường. Và họ, những cổ động viên chân chính, luôn hiểu rằng bóng đá là môn thể thao khắc nghiệt. Đội bóng mà họ yêu có thể thua trước đối thủ mạnh hơn, nhưng họ không thể gục ngã trong mọi hoàn cảnh, vì họ sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đội bóng con cưng của mình. Đội bóng có thể mất điểm, nhưng hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh thì không thể mất điểm.